Người ta nói ai cũng từng có một quá khứ. Tôi cũng từng có một quá khứ rất là đẹp. Tôi nhớ hồi 10 năm về trước, lúc tôi mới đi phụ máy, những kỷ niệm, những nỗi khổ mãi tôi không bao giờ quên. Bây giờ có được một con xe, một con máy, tôi tự hào vì bản thân mình đã cố gắng cho sự nỗ lực đó. Người ta thì mê phân khối lớn, mê chơi bời, mê cờ bạc, nhưng tôi thì lại mê xe, mê máy. Tôi đã từng được biết đến các hãng máy lớn nổi tiếng như Komatsu, Koeko, Hitachi và một số hãng máy khác. Người ta nói nó chỉ là một chiếc xe, một chiếc máy thôi, thì làm gì tôi phải chăm sóc cho nó kỹ như vậy. Ừ thì cũng đúng, nó chỉ là một chiếc xe mà thôi. Nhưng mà tôi muốn nó phải đúng là một chiếc xe, một chiếc máy. Nó phải mạnh, nó phải êm ái. Và đặc biệt, những lúc tôi cần, tôi làm việc, nó sẽ chở tôi đến nơi mà tôi muốn đi, nơi mà tôi muốn đến, nơi mà tôi muốn làm việc. Mà thật ra tôi cũng chẳng quá phải quá kỹ gì. Thời gian tôi dành cho nó, chăm sóc nó cũng chẳng có gì là nhiều. Cuối tuần tôi dành vài phút ra để rửa xe, để bơm mỡ, lau chùi cabin, lau dọn bên ngoài cho nó thôi. Còn nhiều thời gian khác tôi sẽ chăm chút cho nó nhiều hơn, như là thay dầu, thổi lọc gió. Người ta nói máy mà làm nhiều sau này bán thì nó mất giá. Thì cũng đúng, có bán đâu mà sợ mất giá. Khi mà chúng ta lái thử được nhiều chiếc xe thì chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe, chiếc máy ưng ý. Và lúc đó chúng ta sẽ đứng lại ở đó. Và lúc đó chúng ta cũng sẽ không mua thêm, và chúng ta cũng không bán nó nữa. Và nó có những món đồ mà ta không thể nào bán được, bởi vì nó đã gắn bó với mình quá nhiều kỷ niệm rồi. Mình và nó cùng nhau chiến đấu trên những công trình như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Nội, Ninh Bình và còn nhiều các công trình khác cùng các anh em lái máy khác. Khi mà đã gắn bó với mình quá nhiều kỷ niệm thì nó sẽ trở nên quý giá hơn, và nó như một người bạn đồng hành, và chỉ khi nào mình muốn nó sẽ sẵn sàng đồng hành với mình. Người ta nói máy mà làm nhiều thì sẽ nhanh xuống máy. Đúng rồi, máy mà làm nhiều thì tất nhiên nó phải xuống máy. Nhưng ok, không sao, xuống máy thì mình là làm lại máy, không sao cả, vì cuộc chơi này tôi làm được. Chỉ khi nào mình cần nó và muốn nó đi cùng, nó sẵn sàng đi cùng theo một đúng nghĩa là một người bạn đồng hành, là tôi đã cảm thấy ổn rồi. Tôi cũng mong rằng các bạn cũng coi nó như là một người bạn, một chiếc xe theo đúng nghĩa là một người bạn đồng hành như tôi.